chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Ngoài việc duy trì kênh chia sẻ các kỹ thuật Photoshop trên YouTube, mình cũng đã tạo ra khóa học Photoshop cơ bản dành cho các bạn có nhu cầu học Photoshop một cách chỉnh chu hơn và chi tiết hơn. Với kinh nghiệm thực tiễn của mình cũng như xuất thân từ một người tự học Photoshop, mình hiểu rõ các bạn cần gì để có thể tự học một cách hiệu quả nhất cũng như duy trì niềm đam mê cho tới khi hoàn thành khóa học cũng như sau khóa học. Mình đã thiết kế một chương trình dạy khá khác biệt so với những khóa học khác và mình sẽ đồng hành với các bạn trong suốt khóa học này, cũng như cung cấp đầy đủ tài nguyên để các bạn có thể tự thực hành theo hướng dẫn. Ngoài các kỹ thuật sử dụng công cụ và lịnh, mình cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và cách để các bạn phối hợp các công cụ đó để chỉnh sửa ảnh, lên màu ảnh, ghép ảnh cũng như thiết kế album, nêm kẹp ra đúng kết quả mà các bạn mong muốn. Chúc các bạn thành công!